chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin trưa với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, 75-102 km/h, giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. 24 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng bị ảnh hưởng thuộc từ 15 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại, có khả năng đổi hướng đông nam mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, sau có khả năng đổi hướng đông, cường độ suy yếu dần. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, 75 đến 102 km/h. Giật cấp 12. Sóng biển cao 5 đến 7m. Vùng gần tâm bão 7 đến 9m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến bắc bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Phía tây bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Phía đông bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Sáng ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có công điện về việc chủ động ứng phó bão số 6, bão Cha Mi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển. Kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Tổ chức việc cấm biển đối với tàu cá, tàu khách, tàu du lịch ra vào các cửa biển, các bãi ngang trên địa bàn tỉnh từ 10 giờ ngày 25 tháng 10 cho đến khi bão tan và tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường. Công điện nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật lại phương án ứng phó thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ. Trong đó, tiếp tục rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở. Chủ động bố trí lực lượng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Sẵn sàng lực lượng,
phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão lũ. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao các Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương và các sở ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện, vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Thông tin ban đầu, vào 23 giờ 25 phút ngày 24 tháng 10, nhận được điện chỉ đạo từ Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 về thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu cá bị nạn trên vùng biển cách Đông Bắc Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 30 hải lý. Ngay lập tức, tàu Cảnh sát Biển 3006, Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình, cách tàu bị nạn hơn 45 hải lý, đã khẩn trương đến vị trí trên để cứu nạn. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 10, tàu Cảnh sát Biển 3006 tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện sóng to gió lớn. Cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 3006 đã làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền. Qua xác minh, tàu bị nạn số hiệu HT96868TS là dạng tàu đánh lưới vây. Trên tàu có 8 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Luận, 38 tuổi, quê xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến cảng cá Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 18 tháng 10. Sáng ngày 23 tháng 10, khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực trên thì tàu bị hỏng chân vịt, mất khả năng cơ động và thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7, đe dọa tính mạng của các thuyền viên. Trước tình hình trên, thuyền trưởng phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa tàu vào bờ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, một thuyền viên đã tử vong do đuối nước tên là M, 51 tuổi, quê xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 10, tàu Cảnh sát Biển 3006 kéo tàu HT96868TS vào bờ và dự kiến sẽ cập bờ vào trưa cùng ngày. Ngày 25 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước đã kịp thời hỗ trợ xe ô tô chở sản phụ tới bệnh viện. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 10, tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước đang làm nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 50 tại ngã ba Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, người đàn ông là tài xế xe ô tô đến, đề nghị hỗ trợ dẫn đường tới bệnh viện vì trên xe đang có sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh con. Tổ công tác lập tức dùng xe mô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên mở đường cho ô tô. Ít phút sau, sản phụ là bà Quy đã được đưa tới bệnh viện Hùng Vương kịp thời, với tình trạng sức khỏe ổn định và đang chuẩn bị sinh con. Giá vàng thế giới bật tăng trở lại quanh vùng đỉnh nhưng giá vàng trong nước sáng nay ngày 25 tháng 10 vẫn đứng yên. Vàng trong nước đã giữ ổn định 2 ngày liên tiếp bất chấp giá vàng thế giới tăng giảm mạnh trong 2 ngày qua. Vào khoảng 9 giờ, công ty SGC giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 87 triệu đồng một lượng mua vào và 88,5 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty PNG báo giá ở mức 87,6 triệu đồng một lượng mua vào và 88,9 triệu đồng một lượng bán ra. Riêng công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ mức giá bán ra nhưng tăng giá thu vào 400.000 đồng một lượng, niêm yết ở mức 87,88 triệu đồng một lượng mua vào và 88,98 triệu đồng một lượng bán ra. Hiện giá vàng nhẫn 4 số 9 vẫn neo ở mức giá cao kỷ lục 88,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC cũng được công ty SJC, PNG và tập đoàn Doji niêm yết ở mức 87 triệu đồng một lượng mua vào và 89 triệu đồng một lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cũng giữ ở mức 89 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 24 tháng 10 lên 2.735,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 20,5 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 25 tháng 10 giờ Việt Nam giao dịch ở mức 2.731 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 83,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC 5,2 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 ở khoảng 5 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới quay lại gần mức giá kỷ lục sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 227.000 đơn, giảm so với mức kỳ vọng trước đó là 242.000. Dữ liệu này khiến thị trường tin rằng nền kinh tế Mỹ ổn định trong môi trường lạm phát cao. Điều này sẽ thúc đẩy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cắt giảm thêm lãi suất vào kỳ họp tháng 11 tới. Ngoài ra, kim loại quý này còn được hỗ trợ vì nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do lo ngại căng thẳng địa chính trị nên vẫn giao dịch quanh mốc cao nhất trong lịch sử. Ngày 25 tháng 10, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang cùng các đơn vị điều tra xác minh đơn của hai người mẹ trình báo về việc mất liên lạc với con khi gửi vào mái ấm tình thương Quan Âm. Trước đó,
bà T, sinh năm 1993 và bà A, sinh năm 1991, tới công an trình báo việc mất liên lạc với con khi gửi vào mái ấm tình thương Quan Âm ở đường Nguyễn Thị Bút, phường Hiệp Thành, quận 12. Theo trình báo, bà T và bà A mang thai vào năm 2023, được chủ mái ấm tình thương Quan Âm nhận chăm sóc. Đến tháng 4 năm 2024, cả hai sinh con và được chủ mái ấm chi trả viện phí. Sau đó, chủ mái ấm cho mỗi người 6 triệu đồng, ký cam kết sẽ không nhận lại con khi trẻ chưa đủ 18 tuổi. Mỗi tháng, bà T và bà A thường đến mái ấm để thăm con. Từ tháng 9 năm 2024 tới nay, hai bà không được gặp con và đã liên hệ với chủ mái ấm. Tuy nhiên, chủ mái ấm không hỗ trợ thăm con, lại tìm cách né tránh. Nghi con bị mất tích, hai người mẹ này đến công an phường Hiệp Thành, quận 12 để trình báo vụ việc. Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc. Tối ngày 24 tháng 10, tin từ công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Đình Trung, 32 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đình Trung và ông Phạm Văn Tịch, 57 tuổi, cha của Trung, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số người có hành vi khai thác đá trái phép tại thị trấn Mờ Rắc và vận chuyển đến nhà máy sản xuất đá thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đình Trung. Qua kiểm tra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đình Trung không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc khai thác khoáng sản và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản. Cơ quan công an cũng xác định, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đình Trung do Phạm Đình Trung làm giám đốc, nhưng thực tế các hoạt động kinh doanh của công ty đều do ông Phạm Văn Tịch quản lý, điều hành. Cũng theo điều tra, trước đó, ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mờ Rắc tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng việc khai thác đá đối với doanh nghiệp trên. Sau đó, ông Phan Đình Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mờ Rắc đã hướng dẫn hai cha con ông Tịch làm văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thị trấn để xem xét đồng ý cho tiếp tục khai thác phần đá trên. Đến ngày 13 tháng 3, ông Cúc đã ký ban hành văn bản đồng ý cho thi công phá gỡ phần đá lề đường. Lợi dụng văn bản này, từ tháng 3 năm 2024 đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đình Trung đã khai thác hơn 700 mét khối đá granite, trị giá gần 2 tỷ đồng, rồi vận chuyển về nhà máy sản xuất đá Trung Đại Mạnh ở khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Đình Cúc về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, ông Cúc đã có hành vi ký công văn đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Trường Hải Đắk Lắk thi công gỡ đá phần lề đường, là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, làm trái công vụ. Từ đó dẫn đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đình Trung khai thác trái phép số lượng hơn 700 mét khối đá granite, có giá trị gần 2 tỷ đồng.